Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mo hả? Hồi nãy giờ năm mới cũng chúc rồi, cũng hát nhạc xuân rồi, hát ba bài rồi. Mà cái thành phố này là cái thành phố mà chưa bao giờ mà con Lê nhận được một bao lì xì hết trơn á. Đi hát 10 năm rồi mà chưa bao giờ lấy một đồng lì xì ở thành phố này. Cho nên em rất là hận. Cho nên bây giờ quý vị nào mà thương em thì phải mừng tuổi cho em. Tại vì nói thú thật, em đi nhiều tiểu bang, hôm qua hát bên Dallas, con Lê được lì xì $500 tổng cộng. Nhưng mà $500 con Lê để dành mua gạo cho người nghèo. Chứ mình đi hát mình đủ ăn rồi, tiền đó mình không xài. Dạ. Cho thì em để dành đó. Dạ. Nếu có lỡ mà em kéo máy thì em cũng không có đụng vô cái tiền đó. Thề danh dự. Bây giờ thì dạ, coi như người Việt Nam mình rất là thông minh. Con Lê nói một câu là hiểu liền hiểu ý ngay à. Cho nên bây giờ thôi, em sẽ không nói nữa. Ai mà thương thì tự lì xì đi. Còn quý vị muốn em xuống lấy thì em cũng xuống nữa. Dạ. Cứ đưa tiền lên là em xuống à. Bây giờ thì Quang Lê xin mời quý vị một tràng vỗ tay chào đón một người bạn ca sĩ mà Quang Lê có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi người này ngay trên sân khấu này. Mời quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Lần đầu tiên Mai Thiên Vân xin gửi lời chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Và chào Thiên Vân. Chào anh. Xin mời em qua đây. Anh có chuyện này rất là quan trọng mà phải nói ngay bây giờ, không là quên. Chuyện gì? Sao mà làm rốt rẽn vậy? Cái điều đầu tiên cái điều đầu tiên mà anh phải khen em là cái bông của em dạo này bự quá. Yeah. Quý vị biết sao không? Bởi vì anh bự thì em phải bự theo chứ. Ý Mai Thiên Vân là dạo này em mập á. Nhưng mà em thấy cái người em nó mập chứ mọi chỗ nó vẫn y cũ. Dạ. Ngộ hả? Thôi mình tưởng mập thì nó mập theo mà không có. Có những chỗ nó y cũ vậy à. Dạ. Ông Peter, ông không có hiểu gì, ông cười, ông nhìn kìa, anh nói cho ông hiểu kìa. I say I gain weight but that place is stay normal. No gain way. The secret place. Qua đây. Quý vị biết không, là quý vị biết có một lần em lỡ em thưa với bà con là em sẽ về Bến Tre với Mai Thiên Vân nếu mà bán được cái CD Mắt Người Xưa. Thì lúc đó là em nói, lúc đó là Mai Thiên Vân mới qua, mới từ Bến Tre qua đây, coi như còn chất phát, còn nặng mùi nước dừa. Chứ bây giờ Mai Thiên Vân toàn mùi Chanel không à. Cho nên em rất là sợ Mai Thiên Vân thay lòng đổi dạ. Dạ. Tại vì quý vị biết khi mà một người ca sĩ mà có cái hào quang gắn vào rồi đó, cho nên đi ra ngoài bao nhiêu người theo đuổi, cho nên em lo sợ lắm. Cho nên bây giờ anh hỏi thiệt em nè. Xạo quá quý vị. Qua đây. Anh sợ cái gì giờ nói đi, khán giả thông cảm cho anh kìa. Anh Hoàng Thi Thi, hai đứa em đang tâm sự đó. Cho ác coi em sợ mới được. Vâng. Lê. Cái lời hứa hồi xưa sao rồi? Năm mới năm em mà tự nhiên ôm mình đứng bình thường đi. Ta nói chuyện đàng hoàng mà. Anh rất là sợ em thay lòng đổi dạ. Tại bây giờ em không phải là cái con nhỏ Bến Tre mới qua nữa, hiểu không? Bây giờ em nổi tiếng rồi, cho nên bao nhiêu người săn đón, cho nên anh sợ lắm. Nếu một ngày nào đó mà nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có hôm sầu, có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi,
nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách chờ em để tăng anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa, em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi, kể yêu em yêu mãi muôn đời. Nhớ kìa chưa? Qua đây, qua thăm bà con bên đây chút nè. Đi ra mắt phải không? Lê có nhiều má lắm đó, sao em không biết là bây giờ đi đâu cũng có má hết, lúc nào đi cũng phải ra mắt. Ra mắt mẹ già đấy kìa. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia còn trái ngang. Anh ơi em kêu anh hả? Em gọi người yêu đó phải không? Chứ còn ai vô đây nữa? Nói đi. Quý vị, hay là muốn em gọi cái anh ngồi dưới kia? Ở đâu giơ tay lên cho em coi được không ạ? Thấy không, gần đây anh rất là đẹp trai kìa. Em cứ làm đi, ông ăn trả bà ăn em có gì đâu mà nói. Có thể là đẹp trai như Quang Lê, nhưng mà có một điều chắc chắn là hơn Quang Lê, đó là ốm hơn Quang Lê. Nhưng mà anh nghe em nói nè. Nói đi. Dù ai có ốm hơn anh đi chăng nữa. Trời, anh ơi. Nghe mắc cỡ quá. Đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách chờ em để tang anh, em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, không nên lời, nghẹn lời luôn vậy đó. Em biết sao mà anh nghẹn lời không? Sao? Tại vì nếu như em nói em không lấy anh được là em không lấy ai hết trơn á. Anh rất là xúc động, tại vì em chỉ xài một loại hàng thôi. Cái đó rất là tốt. Coi như là quen một hàng thôi, không có xài hàng khác đúng không? Cho nên anh cảm ơn em, con người rất là chung thủy. Đó, nếu hồi xưa là em sẽ được một cái chức vụ gì mà ông vua trao tặng đó. Trinh nữ suốt đời hả? Thôi nói đi, nói tiếp đi. Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn đời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Quý vị ơi, hôm nay quý vị có cho hai vợ chồng em đi lấy lì xì mừng tuổi đầu năm không à? Tại mai này còn có con cái nữa cho nó ăn chứ.
Đâu ai cho em đâu, em phải nhìn thấy một bàn tay rồi em mới xuống. Chứ không cho rồi em xuống để em mang nhục làm sao. Hát xong rồi lì xì phải không? Em nói chơi vậy thôi, chân chút nữa bà con ra người kia mua CD cho Mai Thiên Vân và Lê là đủ rồi. Đó, mua 20, cho thêm 20 nữa gọi là lì xì rồi. Dạ, xin cảm ơn. À bây giờ thôi, bây giờ Quang Lê sẽ hát một bài rất là đặc biệt với Mai Thiên Vân. Xin ban nhạc cho em xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Gõ Cửa Trái Tim và Căn Nhà Màu Tím. Cửa trái tim và em đừng tìm một tràng bắt tay cho Quang Lê. Dù tình xót xa chung thân huyệt nào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn một tràng bắt tay cho con gái bé trẻ. Cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thơ. Nhìn lòng mang sáng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Xa đầu ngõ dâng dâng niềm tưởng nhớ giác xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình tên. Cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biển thì gọt liễu mong. Làm sao bước xong hành. Em chỉ em ngại gió lấy nụ tâm xuân vừa hé. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết anh đang chờ nhìn vào mong chưa tỏ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt ruột riêng ngâm ngùi hạt rơi luôn hoa cười. Ai chẳng mơ gặp bên trong hội hồn duyên ma. Son nét ngà buồn trắng tròn, tình
Quý vị có để thấy ý Mai Thiên Vân rất dễ thương không? Coi như là rất là ngọt ngào mà trước mặt bà con cũng chia sẻ cái niềm thương yêu đó dành cho Lê nữa. Qua đây đứng gần gần chút, mau lên. Đó. Đây. Đáng lẽ là em tính hát luôn nhưng mà thấy anh cười và anh gật đầu, tức là em hiểu ý là chắc là phải bắt dừng lại. Cho anh bông hồng còn thắm, anh đã nhận rồi. Nhưng mà có một thứ anh phải hỏi thiệt em nè, đứng đây. Quý vị không, là từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Quang Lê không biết cái trái ngọt giường cấm là trái nào mà nó nằm ở đâu vậy em? Trái ngọt giường cấm là trái gì? Chỉ anh coi coi. Thì Vân, tại vì ông tác giả ông sáng tác như vậy, bây giờ hỏi em ông không biết ở đâu hết trơn. Thì Vân nghĩ là có ai với khán giả Vân thấy là người lớn tuổi rất là nhiều, chắc là sẽ có những cái kiến thức nhiều hơn. Quý vị có thể nói cho Quang Lê trái ngọt giường cấm ở đâu quý vị? Có anh nào? Anh đang hỏi em thì em trả lời, tại em là người cho, hiểu không? Người ta có trái ngọt giường cấm người ta giấu chứ đâu có ai cho, còn em thì em cho thì em mới hỏi. Mà đây, mà anh hỏi thiệt, em hỏi nhỏ thôi. Cái trái ngọt giường cấm nó ngọt, nó làm sao em thì mà nó mềm hay là nó cứng? Tại em bao giờ chưa bao giờ ăn hết trơn á. Anh Trung Nghĩa cứu bồ. Tự nhiên cho người ta cho đã rồi, giờ ta hỏi rồi không giấu đi là sao? Mà có mang theo không? Mang theo thì coi miếng coi. Đã nói là trái ngọt vườn cấm thì dĩ nhiên nó phải ngọt không quý vị? Đúng rồi. Thề danh dự nha, mai mốt anh ăn mà nó đắng là em chịu trách nhiệm nha. Em hứa rồi đó. Cho anh bông hồng còn thấp, cho anh trái ngọt vườn cấm, còn gì cho nữa, tiếng ru trẻ thơ. Nghèo đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói, dặn dò thêm lần cuối, sắc đem cho bề em lưu bút ghi vài đường. Cô, hồi nãy giờ con tự nhiên con hát không được, tại vì á, hồi nãy giờ con nghe trái ngọt giường cấm, con thấy cô giấu giấu rồi con mỉm cười với chú hoài à. Con hát không được. Con hát mà cô cứ ngồi cứ giấu giấu, không biết có giấu gì nữa. Nghe chú con chỉ, như cái đó là trái ngọt đó em. Giống cô Jennifer ghê hả? Tự nhiên thấy cô hát không được. Hát nhau thôi, ráng bình tĩnh nha. Cô đừng có giấu trái ngọt mà con hát không được nha. Nẻo đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười, dặn dò thêm lần cuối, dành đem cho bề em lưu bút ghi vài đời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị biết không, thì Quang Lê thì Vân có thể nói là một người rất là dễ thương. Nói chung là đôi khi cũng làm nhiều người giận lắm, làm giận hoài, nhiều người lắm chứ không phải mình em. Nhưng mà có một cái đặc điểm là ổng dỗ ngọt rất là hay. Nên là không có ai mà giận được hết. Giận được xong rồi 10 người gặp em đều nói y bon như vậy. Không bao giờ giận Quang Lê lâu được, bởi vì có một cái tài nói chuyện rất là... Tại anh là người Huế mà em. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Có ai người Huế ở đây không quý vị?
Chứ anh sai đường mà em không chịu nổi. Em ơi em xin đừng có giận vội. Anh sai đường em không chịu nổi. Mà anh làm cái gì em cũng không chịu nổi, nó đừng nói sai đường không. Thôi bây giờ em chờ anh một chút. Em đứng đây, anh đi vào. Anh có một món quà tặng em, chờ anh nha, đứng quý vị. Quý vị chờ nha, Lê Vô lấy món quà tặng cho Tiên Vân. Chờ đó nha. Quý vị có đoán là không biết Quê Lê tặng gì không quý vị? Chắc là bao lì xì quá hả? Quang Lê tặng trái ngọt vườn cấm hả quý vị? Một tràng pháo tay cho Lương Tùng Quang. Con xin kính chào quý vị. Vậy là sao em? Anh đứng ở trong anh thấy hết trơn rồi. Chết cha. Chuyện gì nữa đây? Mà quý vị biết không, cô này thấy hiền mà không có hiền. Quang Lê là em trai của anh. Tại sao em lại nỡ? Mặc dù anh biết anh là người đến sao, nhưng mà khi đến với em thì em nói là em với em trai của anh xong rồi. Anh giờ... có thua gì nó đâu. Giờ sao quý vị? Bây giờ em phải tính sao? Giờ sao quý vị? Thôi không được quý vị ơi. Cổ chịu được em chịu không được. Em ghen dữ lắm. Thôi anh là người lớn, anh là anh của hai đứa, anh quyết định mình chia tay. Quang, chúng mình không còn yêu nhau thì đành gian dối, anh không hề kết tội em đâu. Thiên Vân, em làm cái gì vậy? Em đâu có làm cái gì đâu. Anh đã thấy hết trơn rồi. Thấy cái gì? Hai người làm gì mà đau khổ chia tay cái gì vậy Quang? Anh là anh của em mà tại sao anh chê con nhỏ này xấu mà bây giờ anh quen nó là sao? Oh my god. Anh vẫn thường nói là anh không thích nó mà. Cái đó tao nói với mày thôi. Để anh nói cho em nghe. Tại sao chê em xấu? Anh đâu có chê đâu. Nói chê em xấu đó. Mày hổn. Sao mày kêu anh mày là nó? Tại sao anh lấy con bồ của em? Cái này là dĩa mứt gừng của em mà. Trời ơi, ngày Tết mứt gừng nó bán thiếu gì. Tại sao anh xin lên cái dĩa bên trên này về làm chi? Mặc dầu Vân có thể là mức gần của em, mà nó là thèo lèo của anh. Nó cũng là đồ Tết của anh vậy. Nhưng mà tiếng xe khai tình quý vị ơi, làm sao mà em cản được. Một đêm nọ mày cứ lo đi hát rồi mày cứ chơi đồ điện tử của người lớn, nó cứ để đánh game hoài à. Con Vân nó buồn quá, nó gọi anh. Vân, anh có thua gì ông này đâu, ổng tên Quang, anh cũng tên Quang. Hả? Có thua gì không, nói đi. Thua số cơm. Anh có cái là anh mập hơn ổng thôi. Mà em vẫn thường nói là em thích người mập mà. Anh đòi ra ép em còn không cho mà. Mà bây giờ anh bực mình em quá. Thôi bây giờ em không có nói được nữa. Chỉ hát thôi. Duyên tình không vẹn xéo neo làm chi. Anh cũng như em xứng vui được. Chẳng thà đường tình đôi ngả, em về cho tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là sao. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi mẹ màng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Sẽ đôi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờ. Duyên tình không tròn xa nhau lắm, gian xíu chi thêm đơn đau tuổi thơ.
rồi mà ngày đâu em chẳng còn gì mà si tình, tình không thương xin đừng lụy. Cả hai thằng này nó đẹp trai lắm, khó lựa lắm. Thôi bây giờ cháu bỏ hết để cháu lấy thằng con trai chú. À, tốt nhất. Được không quý vị? À, tại vì thằng con trai chú nó trung thủy giống chú lắm. Mà nếu mà thằng con trai chú mà nó không lấy được cháu thì nó chú sẽ gả nó cho Kỳ Duyên. Cảm ơn Lương Tùng Quang, Quang Lê và Mai Thiên Vân cho quý vị về Diễn Quốc và một cái màn diễn thật là hay. Bên đây nữa cho nó đều. Móc ra đây nè. Cho nó đều. Bây giờ quý vị nhớ ra mua CD cho ba đứa nha. Cái bài này chỉ có trong CD của Quang Lê thôi. Em cứ tưởng là hai ông nắm tay nhau bỏ em.